Hiện tại, giá cao su ở Bình Phước dao động trong khoảng từ 350 đến 385 đồng một đồ mũ. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, giá mũ cao su đang tăng mạnh, hiện ở mức 14 đến 16 ngàn đồng một ký mũ nước, cao nhất trong 10 năm qua. Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính khối lượng cao su xuất khẩu tháng 5 2021 đạt 80.000 tấn với giá trị đạt 139 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2021 đạt 548.000 tấn và 923 triệu USD, tăng 58,7% về khối lượng và tăng 93,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Giá cao su xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1.675 USD một tấn, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện tại, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là ba thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021, chiếm thị phần lần lượt là 66,1% và 5,7% và 3,1%.